Chào mừng tất cả quý các bạn đến kênh video điện máy cường lên cũng như là cơ khí thuận thành. Thì trước mắt bà con đây là tất cả những cái phần dòng máy trộn trục đứng do điện máy cường lên sản xuất. Thì cái dòng máy trộn trục đứng này nó sẽ phù hợp cho bà con nào cần phối trộn những phần nguyên liệu hoặc là phối trộn những phần cám chăn nuôi với những phần dung dịch để bà con cho tôm, cho cá hoặc là cho những cái phần vật nuôi ăn. Thì đối với dòng máy trộn trục đứng này nó sẽ có ưu điểm hơn so với những cái dòng máy trộn trục ngang hoặc là những cái dòng máy trộn ở ngoài thị trường khác thì nó sẽ là như thế nào. Thì dòng máy trộn trục đứng này nó sẽ có chức năng là trộn đều hơn so với dòng máy trộn trục ngang và nó sẽ dễ dàng vệ sinh hơn và cái tuổi thọ nó cao hơn so với những cái dòng máy trộn trục đứng nhưng mà sử dụng bằng chất liệu bằng thép hoặc là sử dụng chất liệu bằng nhựa thì nó sẽ không bền bỉ theo thời gian được cho bà con. Thì đấy là những cái phần điểm tốt hơn của cái dòng máy trộn trục đứng bằng inox 3/4 do điện máy cường lên sản xuất như thế này đây. Thì ở đây trước mắt bà con có tất cả những cái dòng từ 50, 75, 100 và 150 thì tất cả có những 4 dòng như thế này thì dễ dàng cho bà con trong cái quá trình bà con lựa chọn cái dòng nào cho nó phù hợp với gia đình của mình. Nếu như bà con chăn nuôi ít thì có thể sử dụng dòng 50, còn nhiều hơn thì có 75, 100 và 150. Tất cả nó trải dài cho bà con ở những cái phân khúc khác nhau để bà con dễ dàng lựa chọn. Thì với công bố luôn cho bà con cái phần giá bán cái dòng máy nhỏ nhất là cái dòng máy 50 thì đang có giá là 6 triệu 400 nghìn, còn đối với dòng 75 thì đang có giá là 6 triệu 900 nghìn, còn đối với dòng 100 cân thì đang có giá là 7 triệu 900 nghìn, còn cái dòng lớn nhất thì đang có giá là 9 triệu 800 nghìn. Đấy, tất cả những cái phần giá bán thì bà con có thể nắm qua được rồi. Còn nếu như bà con nào cần cái phần nắp đậy đây thì đối với bà con nào mà mình trộn cái bụi mịn hoặc là bà con trộn những cái phần nguyên liệu mà nó có cái dạng bụi nó khoát lên, nó tạo ra cái bụi lớn thì bà con có thể đặt thêm một cái phần nắp có cái phần vần đậy ở đây. Đấy, có cái phần nẹp ở phía trong thì khi bà con đưa lên nắp vào cái phần miệng này thì nó sẽ kín khít cho bà con luôn, tránh cái trường hợp nó bị hao hụt cái phần nguyên liệu. Đấy là bà con cần đặt thêm phần nắp. Với một cái phần nắp như thế này thì có giá là 450 nghìn. Nếu như bà con đặt gia công và làm thêm cho bà con một phần nắp như thế này bằng inox luôn nhé. Đấy, toàn bộ thì cam kết cho bà con là toàn bộ là inox 3/4, chống rỉ, chống ăn mòn, bền bỉ với thời gian. Bà con sử dụng 10 năm, 20 năm vô cùng yên tâm. Đấy, còn lại motor sử dụng ở trong máy thì tất cả từ dòng 50, 75 và 100 thì nó sẽ sử dụng chung cấu hình motor là motor 1.1 kW. Đây thì bản video có thể cho quay sát vào phần thông số của phần motor đây. Thì ở đây là 1.1 kW này, 1,5 HP và tốc độ vòng tua là 1400 vòng một phút. Motor là của Toàn Phát. Rất là yên tâm. Cái phần motor Toàn Phát này là motor của Việt Nam và bảo hành cho bà con trong vòng 12 tháng kể từ lúc bà con mua máy. Còn nếu như bà con quá thời gian quá hạn bảo hành thì bà con có thể đưa đi cuốn lại được. Còn cái phần motor dây đồng này cũng vô cùng yên tâm về chất lượng. Đấy, còn lại thì máy thì được đấu xoắn dây điện cho bà con rồi và cũng như là automat rồi. Đấy. Còn máy đối với cái dòng 150 cân to nhất thì nó sẽ sử dụng motor là 2.2 kW. Đấy, khác với cái dòng 50, 75 hoặc là cái dòng 100. Đấy là cái dòng 150 nó sử dụng motor 2,2 kW. Đấy. Thì sau đây điện máy cường lên sẽ giới thiệu bà con cấu tạo cụ thể của từng dòng luôn. Thì ở đây sẽ giới thiệu gộp cho bà con từ cái dòng 50 với dòng 75 thì nó kết cấu khá là giống nhau. Nó chỉ khác nhau cái phần chiều cao của máy thôi. Thì cái dòng máy trộn trục đứng này thì nó sẽ kết cấu theo cái phần miệng tròn, đây miệng tròn và được hàn nẹp thêm một cái phần vuông inox như thế này đây. Mặc dù cái phần thép inox cái phần inox này đã rất là dày dặn và chắc chắn rồi nhưng mà bên điện máy cường lên vẫn hàn thêm cho bà con thêm một cái phần viền vuông như thế này đây, viền tròn như thế này đây, cực kỳ chắc chắn để đảm bảo thêm cái độ cứng vững cho bà con sử dụng trong thời gian cực kỳ lâu dài. Và bà con nhớ may có bị va chạm vào những cái phần viền này cũng vô cùng yên tâm, không bị móp méo. Đấy, còn lại thì bên trong máy thì được thiết kế toàn bộ là được theo cái hình lòng chảo vắt thẳng xuống bên dưới. Thì khi mà nó sẽ mô phỏng theo cái nguyên lý hoạt động là bà con đảo bằng tay. Đấy, khi bà con phối trộn bằng tay thì nó sẽ tuần hoàn từ dưới lên trên. Đấy, bà con cứ lộn bằng tay thì mình sẽ hốt từ dưới lên trên như thế này thì nó sẽ mô phỏng cho bà con. Khi mà tất cả những cái phần cám nó đưa vào trong cái phần lồng này nó sẽ rơi thẳng xuống bên dưới cái phần tâm của cái phần trục xoắn này và cái phần trục xoắn này nó quay theo chiều kim đồng hồ và nó sẽ đưa thẳng cái phần cám đi lên ngược lên phía trên. Đấy, và như thế nó sẽ tạo ra một cái vòng tuần hoàn làm cho cái phần cám nó sẽ được đều hơn cho bà con 100%. Đấy, so với những cái vòng máy trộn trục ngang thì nó sẽ không được đều như thế này đâu. Thì bà con chú ý là nếu như bà con cần trộn đều và cần trộn đẹp thì nên mua những cái vòng máy trộn trục đứng như thế này. Đấy, ngoài ra ở ngay bên dưới đây là cái phần cửa xả của máy này. Cửa xả của máy sẽ được bố trí thêm hai cái phần khóa gài đây, hai phần khóa gai để bà con có thể cho cái phần bao bì, bao tải hoặc là những cái phần để bà con hứng cái phần cám sau khi đã pha trộn ra ở đây, cám viên hoặc là những phần cám bột bà con cho pha trộn ở đây. Đấy, cho ra đây và ở ngay phía trước sẽ có một cái phần tấm để điều chỉnh cái phần cửa ra vào. Đây, lưu lượng cám xuống đây thì bà con có thể khóa cái phần lưu lượng cám này bằng một cái nút màu đen như thế này, bố trí cho bà con rồi. Thì bà con có thể khóa cái phần lưu lượng này, cần nhiều cần ít thì bà con có thể khóa lại đây. Còn khi bà con sử dụng thì bà con sẽ đóng kín lại để đảm bảo là cái phần cám nó không bị chảy ra. Đấy là cái phần miệng ra, phần lồng trên và cái phần miệng ra của máy. Ngoài ra thì kết cấu của máy để chịu tải thì máy sẽ được làm tất cả là từ inox đây. Có 4 cái phần then đỡ lực ở cái phần lồng trên đây. Đây, nó tiếp xúc và nó phần đỡ cả tất cả cái phần lồng trên này. Để cho máy lúc mà khi nó tạo ra cái lực ly tâm, nó khoát cám vào thì nó sẽ tạo ra cái độ rung lắc. Thì ở đây nó được bố trí thêm 4 cái thanh inox như thế này đây. Thì nó sẽ tạo ra cái độ cứng vững và cái đầu đầm máy hơn khi bà con sử dụng. Đấy, thì còn về phía khung máy cũng như là cái phần dễ dàng di chuyển hơn thì bên điện máy Cường Lên cũng đã bố trí và làm thêm cho bà con một cái phần bánh xe di chuyển ở đây rồi. Đấy, thì cái hướng dẫn qua cho bà con cái cách sử dụng và di chuyển của máy luôn. Thì bà con chỉ cần nghiêng máy ở một góc 30 độ thôi. Đấy, thì là máy đã được, hai bánh xe đã được tiếp xúc với mặt đất rồi. Thì bà con có thể di chuyển rất là dễ dàng. Đây, bà con có thể thấy trên video tôi đã di chuyển bằng một tay. Đấy, đối với cái dòng máy 75 cân đây, tương tự là cái dòng 100 cân. Cái dòng 100 cân và dòng 150 cân thì bà con hoàn toàn có thể di chuyển bằng một tay được. Đấy, rất là dễ dàng. Đấy, ngoài ra thì đấy là cái phần bánh xe di chuyển rồi. Còn ngoài ra thì máy đây sử dụng bằng cái phần tăng giảm dây cu loa đây. Đối với dòng đời mới này thì sẽ sử dụng bằng dây cu loa thay vì bằng cái phần bánh xích, thì sẽ giúp cho bà con dễ dàng trong quá trình sửa chữa hơn và tạo ra cái độ êm ái hơn trong quá trình sử dụng. Đấy, cái phần dây cu loa thì nó sẽ dễ dàng hơn cho bà con sửa chữa, là khi mà nó bị trùng hoặc là bị tăng cái dây cu loa này thì bà con có thể sửa chữa ngay tại nhà luôn, kể cả phụ nữ hay là đàn ông. Còn đối với cái phần bánh xích thì bà con sử dụng nó sẽ khó khăn hơn khi bà con sửa chữa. Đấy, còn ở đây thì nó sẽ có một con ốc để bà con tăng cái phần dây cu loa khi mà nó bị trùng này. Thì trong quá trình sử dụng thì bà con sẽ kiểm tra thường xuyên cái phần dây cu loa này nó có bị trùng hay không. Nếu như nó gặp hiện tượng bị trùng thì bà con sẽ tăng cái phần dây cu loa bên này đây bằng cách vừa nới 4 con ốc này và tăng cái phần ốc bên này đây. Đấy, để trực tiếp tăng cái phần dây cu loa lên. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái phần máy trộn cám trục đứng bằng inox 50 cân, 75 cân, 100 cân và 150 cân thì có thể liên hệ bên điện máy Cường Lên, địa chỉ 36 Cầu Điển, 6 Bảng, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây 0962 133858 để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Máy thì chuyển đến tay bà con là được cắm thử cũng như là có chế độ bảo hành 1 năm cho bà con, vô cùng yên tâm. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn.